Yo, hello, what's up cho anh em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game hạt tạc chế mê, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh xem like và một đăng ký kênh ở channel phát triển nhạc của anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình săn cốt rút quà, vui chơi sự kiện mới anh em, đặc biệt sự kiện tuần mới của game. Hôm nay tuần này tôi khá là bận, không cập nhật các bạn sớm được. Video này chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua thông qua sự kiện tuần mới và cập nhật tình quả cáp luôn anh em nhé. Ok bạn, giờ thì chắc chúng ta ghé fanpage rồi anh em. Ghé fanpage cập nhật tình quả cáp cho các bạn trước khi cập nhật qua sự kiện bên game. Để xem là chúng ta có rehot ở tuần này, bảo trì định kỳ. Cái này chắc vừa bảo kỳ xong rồi anh em, hiện tại vào game khá là mượt mà. Chưa thấy gì đặc biệt hơn anh em. Đó. Vào game vẫn ok lắm. Ra mắt máy chủ mới Haki Bá Vương rồi, ok. Haki Bá Vương 67 ha. Sự kiện tuần mới anh em, cái này tí về game điểm cho nó sướng các bạn. Fan cứng tháng 2. Ok, hiện tại thì chúng ta chưa có gì đặc biệt các bạn, vẫn chỉ ngồi hóng sự kiện fan cứng và nhập code tuần thôi. Bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập anh em. Thì chúng ta có duy nhất hiện tại đó là code tuần đây các bạn. Và hóng sự kiện fan cứng. Giờ thì chắc đợi sự kiện fan cứng là chính thôi anh em. Fan cứng thì chắc phải đợi chắc phải 5 3 hôm nữa mới đến. Rồi. Ghé bên group xíu nha. Chúng ta sẽ ghé qua bên group một xíu anh em, xem group chúng ta có gì đặc biệt hơn không nào. Nhân phẩm Jinbe. Thôi bỏ luôn anh em. Ok rồi, về game đi các bạn. Bận rộn quá. Tuần này chúng ta có sự kiện vượt ngục này anh em này. Vượt ngục quen thuộc. Xúc sắc. Mùa này xúc sắc ngon không? Xúc sắc mùa này được 5k búa à. Cũng ok, có 600 điểm anh em. Nga gì này nọ đấy. Thích có thể chơi một vòng anh em. Chắc là cũng lấy một vòng về chơi. Rồi. Xúc sắc. Đăng nhập 1P đua top. Này đồ tốt gì đây? Chiêu mộ thùng bia. À mùa này chiêu mộ thùng bia. Mùa này chiêu mộ thùng bia anh em, đập 600 thùng ra là ui, tầm này thì còn tốt nữa mấy anh em, đập đầu có tốt rồi, mà cũng chả hết tốt rồi đâu. Quà chắc chắn là vé về gặp băng. Ô thế mùa này lại phải 600 thùng bay màu à? Căng nhỉ. Thám hiểm 1P. Cái này quen thuộc hơn anh em nhé, thám hiểm 1P là một trong những cái còn quen thuộc hơn các bạn. Rồi, thám hiểm 1P thì vẫn là hai vòng, một bên là được quyền L1 và bên được quyền L2 anh em. Mùa này thì mới nên lấy quyền L2 L1, chắc vẫn lấy L1 anh em. Tôi đang cần L1 hơn. Điểm rank. Ok, bên này cũng ok này này. Để tí dạy úp Jinbe sao quên đây sao anh em. Rồi, sự kiện. Chúng ta có triệu hồi thú cưng anh em, triệu hồi thú cưng. Chiêu mộ đặc biệt này. Chiêu mộ hải tặc, xu vòng quay, xu quay sự cao cấp nè. Ok, tính FP một đợt 200 kim cương, xúc kim cương này. Cửa hàng thuốc hoán đổi. Hồn hải tặc anh em, là 100 thùng bia nữa. Rồi, 100 cốc bia vàng anh em, 100 cốc bia vàng. 100 xu vòng quay. Ok luôn các bạn, hai lính chi 10 sao. Chung những cái cần đổi các bạn cứ đổi thôi. Cái này như được 3 phút anh em, 3 phút 9 sao nữa này. À bây giờ hai lượt thôi anh em, hai lượt thôi, giờ được hai lượt thôi. 2 phút 9 sao. Hai phôi thông minh, hai cái của nhà mình bấn luôn anh em, nhiều lắm. Nói chung quà sự kiện đầu tuần thì chắc là các bạn đổi rất nhiều anh em, vấn đề có đủ tài nguyên đổi không thôi. Ưu đãi một siêu xe 12 tháng 12, shop về cặp băng truy lá, xem là một này truy lá gì ngon không. Yo, một này có truy lá cado này, đập một được hai anh em, nó rớt cado là được hai cado này, shop dễ ấy. Rồi ok, đó loanh quanh cái sự kiện tuần này các bạn. Đồng quà nào. Tôi hiện tại cũng được 294 thùng bia anh em, kiểu này chắc chắn là phải xả xu vòng quay rồi, xả xu vòng quay, xả luôn xúc xác. Trong phải trong tầm đấy thì may ra mới pull được các bạn. Nói chung là cũng khá là ban căng, có một vé à. Tới luôn anh em. Tuần sau lại là tiệc Big Mom nhé, nhắc nhẹ cho anh em chú ý các bạn, tuần sau chúng ta lại là tiệc Big Mom nên là anh em cân nhắc về vấn đề tiêu xài. Không tuần sau lại đứng nhìn không chơi được, đó nhắc qua, không anh em là lại không kịp. Ok, xu nào. 7856.
Đây được 6 phát thôi anh em. Được 6 phát thôi. Đúng được 6 phát rồi, không hơn không kém anh em 6 vòng cũng được, nói chung được, giờ cứ đến đâu hay đến đó anh em. Tính dần. Để xem có cần thiết phải cốc bia vàng không. Chắc là vẫn phải cốc bia vàng anh em, tôi nghĩ chắc phải xả thêm cốc bia vàng ra nữa. Mà xả cốc bia vàng nghe nó hơi phí nhỉ. Tuần sau lại là tuần tướng mới nữa cơ. Ai chà. Tuần này các bạn tính toán hơi bị cẩn thận anh em nhé. Các bạn tính toán lại kỹ lại một xíu anh em. Tính toán kỹ lại một xíu thì mới được. Các bạn không là cũng easy lắm đó. Ok, 15k đá cường hóa. Nói chung tuần này các bạn phải tính toán lại một xíu anh em. Không sẽ rất là easy luôn. Đang đủ tưởng đủ cũng luôn này 4 anh em. 355 thùng bia. Căng đấy nha. Phải nói là căng thật sự anh em chứ mà không đâu. Có cái đô không? Ban căng anh em. Kiểu này chắc là phải xả thêm mấy nữa các bạn. Xả thêm xúc xắc. Kiểu này phải quẩy xúc xắc nữa anh em. Quẩy xúc xắc thì may ra mới đủ được. Cái này phải tính toán lại rồi anh em, sự kiện một này hơi ban căng, tuần sau, đầu tuần sau lại là tiệc Big Mom và tương mới, đúng không? Phải chứ nhỉ? Cái đô ra mắt tuần này như tuần thứ ba đúng không? Đúng rồi anh em, tuần sau là tương mới đúng không các bạn? Tuần sau tương mới đó. Ui, các bạn lại chú ý anh em, tuần sau lại tương mới lại đau đầu rồi. Vung xạ tính toán cẩn thận các bạn ơi, không là lại không kịp đây. Không lẽ giờ là tạm mấy trăm thùng bia anh em. Tôi đang kiếm đá cường hóa các bạn để úp tướng đá. Phanh kỳ. Ok các bạn. E4 này. Giờ phát nữa là E5 anh em. Mà đang thiếu đá cường hóa quá trời luôn. Vật ngục mới được 13 phát và có bia vàng đâu. Úi trời, qua tầng 2 này mùa này ngọt thế. Xem tầng 2 mùa này có gì ngon không. Uầy. Tầng 2 mùa này cũng hơi bị easy luôn các bạn này. Tầng 2 mùa này 10 dương lận anh em nhé. 10 dương nhân phẩm cho các bạn test luôn này anh em này. 10 dương lận các bạn. Được của nó luôn anh em. Sắn được 1 dương luôn. Sắn ngay 1 dương cho các bạn luôn. 10 dương. Tháo mà test. 8 điểm 1P. Bên này được xu à. Lên thì được thêm một lượt quay nữa chứ mấy anh em. Lên hết tầm cũng chỉ được 2 lượt thôi. Ok, cũng hơi bị ban căng các bạn. Nói chung một này quậy căng quá. Khá là nhiều thứ gò bò anh em. Nhất tuần sau lại tướng mới nữa. Tuần này một bung quá tầm thì tuần sau lại há mồm. Mà không bung thì lại không kịp các bạn. Ui, anh em quậy tuần này sao rồi. Chơi đến đâu rồi anh em. Các bạn quậy sự kiện đến đâu rồi. Tôi đang tính toán lại xem là có lên xả bung không anh em. Thực nghìn mốt có bia vàng rồi. 100k kim cương thì ối rồi luôn. Rồi chúng ta sẽ đi tá tơ nhẹ 300 thùng đi anh em. Chúng ta sẽ đi tá tơ nhẹ 300 thùng đi anh em. Rồi tính tiếp các bạn. Mùa này cứ quậy qua thế nào các bạn, rồi tính thêm chứ hiện tại là cũng hơi bị ban căng các bạn, chưa biết đầu đâu. Bây giờ bullet. Bullet thì như E5 rồi các bạn, bullet E5 xong rồi, giờ cần Rook các bạn, là Rook Valo thì ngon nhất với tôi anh em, là Rook Valo thì ngon. Tuyệt vời luôn chứ không phải nói nhiều các bạn, tuần này ra Rook Valo thì quá tuyệt vời luôn. Momonga. Vấn đề là có ra được không, vấn đề anh em, Uroge à. Quái tăng Uroge, Tasagi, Sanji, Akailu, Uroge, Aya, Nuffy. Rồi, tiếp tục các bạn. Nuffy tiếp. Uầy, bullet anh em, một này bullet hơi nhiều nhỉ. Thề mấy tướng mà chúng ta cứ lên E5 được rồi là y rằng các bạn.
rời la giá luôn, suốt ngày đập ra 300 thùng bia hôm nay thay bay hơi theo mùi gió này nha. Tầm này ra được một cái đô rồi anh em, tầm này mà ra được một tướng cái đô thì nói các bạn là vớt được lại 300 thùng bia này luôn. Vì thực tế ra đập 300 thùng bia hay 600 thùng bia chúng ta chỉ cần ra được 1 đến 2 tướng. Đấy. Kiểu như này thôi là được rồi anh em, 10 điểm rồi các bạn, không có nhưng. Thật sự luôn anh em, nhiều khi đập cả 600 thùng không ra được đến một con tướng mà chỉ cần ra được một tướng thôi là mừng rồi các bạn. Nhất là tướng ngon mà lại đang có trong cái truy lá nữa thì thôi. Lượm một được hai anh em, ôi rồi luôn. Nhưng mà đâu dễ vậy đâu các bạn. Rồi, chúng ta cứ tả tựa trước 300 thùng anh em, lo qua lô này, rồi. Luffy, Ken, rồi ok, gọn trước mắt thì chúng ta cứ tả tựa này là tính tiếp. Tí tôi sẽ thả thêm xu anh em, đập đây để tôi lấy thêm xu anh em, để lấy thêm xu còn quay này, 60 xu nữa. 18 cái bánh răng, 80 cốc bia vàng. Cốc bia vàng chắc từ từ anh em, cốc bia vàng hơi khó, bạn nên giữ lại chơi các sự kiện cần thiết hơn, chứ xu thì còn khả năng kiếm dễ, cái này mới khó kiếm này. Rồi trước mắt mùa này sự kiện mùa này chắc là cứ quậy qua này đó anh em, có gì phải tính thêm sau vậy con. Ui group không phải NV con, ra thêm được group này là chúng ta đã có cơ hội úp lực lên em ấy E3, E3 thì phải anh em. Group thì tôi đang như đang E3 mà tướng này khá là mạnh nha, thế nhưng anh em mà chơi mà tôi hơn lần lần E4 à. Ồ, group cũng trong tầm tay lên E5 rồi. Thành tựu sao nào, thành tựu group như tôi nhớ là những bữa giờ thiện cày rồi thì phải anh em, hay chưa cày ta. Cày rồi, xong rồi các bạn. Và thêm 4 form nữa thôi chứ khó vậy. Thôi cập nhật anh săn quà hot code sự kiện trưa nay thế thôi anh em. Đã thành quà code hiện tại chúng ta có mỗi code tuần và hóng code săn cứng. Đâu còn lại thì sự kiện đây anh em. Đó, các bạn đã tham gia chưa? Chưa để lại ý kiến nha. Clip kết thúc đây, các bạn người. Và đừng quên tuần sau sẽ là sự kiện Big Mom và là sự kiện tương mới. Nên anh em chú ý về việc quay tên.